Hello everyone, chào mừng các bạn quay trở lại với lớp học của Miss Trâm. Hôm nay Miss Trâm sẽ chỉ cho các bạn về một vấn đề mà rất nhiều beginner quan tâm khi mà mình bắt đầu học tiếng Anh, đó là về thì. Thì đầu tiên, các bạn như nhiều bạn cũng biết thì tiếng Anh chúng ta có 12 thì. Nhưng mà hôm nay Miss Trâm sẽ chỉ cho các bạn những thì cơ bản. Đầu tiên chúng ta hãy đến với thì hiện tại đơn, present simple. Thì hiện tại đơn thì có 3 cách dùng. Đầu tiên là chúng ta dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen. Đây, ví dụ như Miss Trâm có ví dụ đầu tiên: I get up at 6 o'clock every morning. Có nghĩa là hôm nào, sáng nào Miss Trâm cũng dậy vào lúc 6 giờ sáng. Đó chính là một thói quen thì chúng ta sẽ dùng ở thì hiện tại đơn: I get up at 6 o'clock every morning. Trường hợp thứ hai khi chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn, đó là khi chúng ta nói về một sự thật hiển nhiên hoặc là một chân lý. Miss Trâm có cái ví dụ sau đây, tất cả các bạn cùng quan sát, là water boils at 100 degrees Celsius. Có nghĩa là nước thì sôi ở bao nhiêu? Nước thì sôi ở 100 độ C, đúng không nào? Đó chính là một chân lý và là một sự thật. Ở trường hợp thứ ba khi mà chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả một lịch trình. Miss Trâm có cái ví dụ sau đây, đó chính là my flight takes off at 7 p.m. tomorrow. Có nghĩa là chuyến bay của Miss Trâm sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ tối ngày mai, đó chính là lịch trình. Như vậy, nói tóm lại chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong 3 trường hợp. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng để diễn tả một thói quen. Thứ hai thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả một chân lý hoặc là một sự thật hiển nhiên. Và thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả một lịch trình. Nào, chúng ta hãy cùng đến với thì tiếp theo mà tất cả các bạn thường rất hay sử dụng trong tiếng Anh, đó chính là thì hiện tại tiếp diễn, present continuous. Thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một sự việc đang xảy ra ở thời điểm nói. Miss Trâm có ví dụ sau đây: I'm talking to you, you are watching my video. Có nghĩa là cô đang nói chuyện với các bạn, còn các bạn thì đang xem video của cô. Trường hợp thứ hai chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một kế hoạch đã xác định ở trong tương lai. Các bạn cùng quan sát ví dụ sau đây: What are you doing tomorrow? Well, I'm going shopping with my friends, then I'm eating pizza. Đây là một cách rất là thông dụng khi mà chúng ta muốn diễn tả một cái kế hoạch mà đã định sẵn. Trường hợp thứ ba chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với lại từ always. Như các bạn cũng biết thì từ always thì chúng ta hay sử dụng ở trong thì hiện tại đơn. Nhưng khi chúng ta sử dụng từ always ở trong thì hiện tại tiếp diễn thì nó mang ý nghĩa của một sự phàn nàn. Để làm rõ hơn, chúng ta hãy cùng quan sát ví dụ: You are always forgetting your book. Con luôn luôn quên mang theo sách của mình. Các bạn đã rõ chưa? Nào, tất cả các bạn cùng quan sát ví dụ sau đây của Miss Trâm: I will have my haircut next week. Trong câu này chúng ta không nên sử dụng từ will mà chúng ta nên sử dụng thì hiện tại tiếp diễn mà Miss Trâm vừa nói với các bạn ở trước. Câu này đúng sẽ là I am having my haircut next week. Tại vì cái hành động mà have the haircut là một hành động mà chúng ta đã có sự sắp xếp từ trước, nên thì mà chúng ta sử dụng đúng ở đây đó chính là thì hiện tại tiếp diễn: I am having my haircut next week. Đối với từ will được dùng ở thì tương lai khi diễn tả một việc mà chúng ta suy đoán. Để rõ hơn, tất cả các bạn cùng xem xét ví dụ: In 2020, I will be slimmer and prettier. Có nghĩa là Miss Trâm đoán rằng vào năm 2020, Miss Trâm sẽ trở nên gầy hơn và xinh đẹp hơn. Ngoài ra, từ will còn được sử dụng ở trong thì tương lai để diễn tả một quyết định và một lời hứa chỉ xảy ra ngay khoảnh khắc nói. Nào, chúng ta cùng xem xét ví dụ: Oh my god, it's hot. I will turn on the AC. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái hành động mà turn on the AC có nghĩa là bật điều hòa, không phải là một cái quyết định mà chúng ta đã có sự sắp xếp từ trước, mà đây chỉ là một cái quyết định xảy ra ở ngay khoảnh khắc nói. Khi đối phương nói rằng là it's hot, có nghĩa là trời nóng, thì người nói mới nảy ra cái quyết định là turn on the AC, có nghĩa là bật điều hòa. Tất cả các bạn đã rõ chưa?
Để diễn tả một việc ở trong tương lai, ngoài từ will, chúng ta còn có từ be going to. Nhưng mà nếu như từ will dùng để diễn tả một ý định xảy ra ngay trong khoảnh khắc nói, thì mình dùng be going to để diễn tả một ý định mà mình đã có suy nghĩ từ trước đó. Các bạn cùng quan sát ví dụ sau đây. I'm going to ask her for a day có nghĩa là tôi đã có ý định trước đó là rủ cô ấy đi hẹn hò. Điều chúng ta cần lưu ý ở đây đó chính là sự khác biệt khi sử dụng một việc ở trong tương lai đối với thì hiện tại tiếp diễn và dùng be going to. Khi chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một việc trong tương lai thì chúng ta sẽ thiên về action, có nghĩa là thiên về hành động. Còn khi chúng ta sử dụng be going to để diễn tả một việc trong tương lai thì chúng ta sẽ thiên về intention, có nghĩa là về ý định. Cách dùng thứ hai, ngoài cách dùng mà Miss Trâm vừa nói ở đây, thì cách dùng thứ hai của từ be going to đó chính là dùng để diễn tả những cái suy đoán, những khác với will. Thì những cái suy đoán khi chúng ta sử dụng be going to thì chúng ta đã có sẵn những cái evidence, là những cái bằng chứng cho trước. Miss Trâm có một ví dụ, khi Miss Trâm nhìn lên trời và Miss Trâm thấy có rất là nhiều mây đen, thì Miss Trâm sẽ nói là it's going to rain soon, có nghĩa là trời nhiều mây đen thì nó sẽ sớm mưa. Các bạn đã dễ hiểu hơn chưa? Chúng ta đã đi qua các thì ở tương lai và hiện tại. Bây giờ các bạn hãy cùng Miss Trâm đến với thì quá khứ đơn past simple. Các câu ở thì quá khứ đơn thường đi kèm với những cụm từ chỉ thời gian. Miss Trâm có ví dụ sau đây. I went to Thailand last summer. It was amazing. Điều khó đối với thì này đó chính là chúng ta phải nhớ được dạng quá khứ của các động từ bắt quy tắc. Miss Trâm có một vài ví dụ về các động từ bắt quy tắc. Từ go thì dạng quá khứ của nó sẽ là went, buy sẽ là bought, catch sẽ chuyển thành caught, fly sẽ chuyển thành flew. Và điều lưu ý thứ hai đó chính là chúng ta phải nhớ cách đọc của các động từ ở verb 2 là động từ mà chúng ta phải thêm ed vào. Có 3 cách đọc cho các động từ thêm ed, đó chính là d và it. Miss Trâm có những ví dụ cho các động từ ở verb 2 đó chính là played, asked và needed. Các bạn hãy cố gắng luyện tập thật nhiều để nhớ cách đọc của các động từ này nhé. Có một điều chúng ta cần phải cẩn thận đó chính là chúng ta sẽ không để nhầm lẫn thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Thì quá khứ đơn để diễn tả một sự việc đã xảy ra và kết thúc ở trong quá khứ. Còn thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn tiếp diễn ở hiện tại, hoặc là kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại. Các bạn hãy cùng quan sát. I have learned English for 10 years. Có nghĩa là cách đây 10 năm, Miss Trâm đã học tiếng Anh và đến bây giờ, Miss Trâm vẫn học tiếng Anh. Chúng ta còn sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một sự thay đổi theo thời gian. Ví dụ như các bạn đã đi du học 4 năm và tiếng Anh của các bạn đã tốt lên rất là nhiều thì chúng ta có thể nói là My English has improved a lot. Có nghĩa là tiếng Anh của tôi đã cải thiện rất là nhiều. Hoặc cách sử dụng thứ 3 của thì hiện tại hoàn thành đó chính là thể hiện một kinh nghiệm hoặc là một sự trải nghiệm. Các bạn hãy cùng quan sát ví dụ thứ 3. I have never seen mắt biết. Cũng giống với thì quá khứ đơn, điều khó của thì này đó chính là chúng ta phải nhớ cột 3 của các động từ bắt quy tắc. Ví dụ như go sẽ chuyển thành gone, see sẽ chuyển thành seen. Còn đây là một số từ mà chúng ta thường bắt gặp ở các câu ở trong thì hiện tại hoàn thành. Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành thì rất là đa dạng, nên hôm nay Miss Trâm sẽ chỉ cho các bạn những cái cách dùng phổ biến trong giao tiếp. Sẽ có một video riêng về thì này và so sánh với thì quá khứ đơn. Tất cả các bạn hãy cùng đón xem. Còn sau khi các bạn xem video này, Miss Trâm mong rằng tất cả các bạn hãy cùng luyện tập tất cả các thì này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!